Với mức giá chưa đến 4 triệu mà lại thương hiệu Samsung thì đây có lẽ là vô địch. Đây có lẽ là vô địch để chúng ta có thể lựa chọn. Hello, xin chào anh em. Và mình đang có những chiếc Samsung Galaxy Tab 7 Lite chính hãng ở đây nè. Thì chiếc máy này thì mấy ngày nay mình bán rất là nhiều luôn. Bởi vì hiện tại tại Hải Phòng ấy thì các cháu nhỏ đang phải học online rồi và không đến trường để học còn nữa. Chính vì vậy những chiếc máy này hiện tại đang phục vụ cho các cháu học online rất là nhiều luôn nhá. Mà giá là rẻ, thế nên là mình phải nhập về nhiều và phải giới thiệu cho anh em ở xa được biết, anh em xem clip này được biết, mà đến bên mình mua hoặc là mua online mình cũng có hết. Thì những chiếc máy này hiện tại bên mình đang bán với mức giá chỉ có 3.850.000 thôi, mà giá niêm yết trước kia là 4.4 triệu, khoảng 4.4 triệu đấy. Và hiện tại bây giờ mình sẽ giảm giá xuống chỉ còn 3.850.000 để phục vụ cho các cháu nhỏ học online. Thì chiếc máy này nó có ưu và nhược điểm và sẽ là như thế nào thì mình sẽ dựa trên những kinh nghiệm mà hiện tại mình đang cho con nhỏ học online thì mình sẽ nói cho anh em biết đó. Cái thứ nhất là nó rất là rẻ rồi, và cái thứ hai nữa hiện tại mình đang rất là nhiều hàng đó, thế nên anh em có thoải mái luôn. Mình cứ 2 ngày mình lấy tổng khoảng 50 cái thùng, 50 con, khoảng 50 thùng này đó, mỗi thùng 10 con. Ok, mình bỏ qua một bên nhá, mình sẽ giới thiệu máy chính trước. Đây, bỏ qua này, cho thùng qua một bên đã nặng quá. Rồi, đây là hoàn toàn là những chiếc máy chính hãng đây đó. Bây giờ mình sẽ ngồi xuống nhá, kéo cái camera xuống dưới này, cho thấp xuống một chút này. Ok, đây thì đây là hoàn toàn là những chiếc máy của chính hãng, có tên mã là T225. Bản này thì nó có cấu hình là RAM 3GB, bộ trong là 32GB và sản xuất năm 2021 luôn đây này. Đó, sản xuất tại nhà máy Samsung Trung Quốc chứ không phải sản xuất tại Việt Nam, mà đây là sản phẩm chính hãng, được bảo hành tại chính hãng luôn. Đó, hàng hoàn toàn là nguyên siêu nhá. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. Đó, Samsung này, Tab 7 Lite này, hoàn toàn là nguyên siêu. Thì hiện tại bên mình đang còn là toàn màu xám này, còn màu bạc thì mình vừa bán hết rồi. Nhưng mà sẽ lô sau khả năng mình sẽ có màu bạc, mỗi lô về lại một màu khác nhau. Đó, bởi vì mình nhập rất là nhiều, số lượng rất là lớn như vậy. Thì bây giờ mình sẽ mở siêu ra nhá. Rồi, mình sẽ đặt siêu ra cho các bạn xem là con này nó sẽ là như thế nào nhá. Đây. Ok. Đó. Đây này. Đó. Bên trong thì nó có một cái túi đựng của Samsung như này. Đó. Phụ kiện của nó thì chỉ có bao gồm củ sạc và cáp sạc thôi, và là củ sạc 2A. Đó, các sạc Type-C như chiếc điện thoại khác của Samsung. Đây, củ sạc này thì không phải là củ sạc nhanh nhé, củ sạc bình thường thôi. Đó, không quan tâm đến cái này bởi vì là chúng ta chỉ quan tâm đến sản phẩm để chúng ta cho các con học online thôi. Bởi vì nó có hơn 3 triệu rồi mà chưa đến 4 triệu. Đó, cho các con học online và là sản phẩm này thì quá là tuyệt vời luôn đây. Thì sản phẩm được bao bởi một cái siêu bằng vải không dệt. Đó, như này nhá. Đây mình sẽ mở ra. Đây các bạn này. Đây, ôi, mình vừa cầm vân tay vào. Đó, thì nó có xe màu này, thì sản phẩm này được thiết kế là nhôm nguyên khối luôn, rất là đẹp. Giá tiền mà chính hãng Samsung thì không có thể sản phẩm nào để so sánh được. Ngày trước mình đã làm clip để cho các cháu online con Mastel ấy. Thế mà Mastel ấy là sản phẩm là của thị trường của thương hiệu Việt Nam nhưng ở sản xuất ở Trung Quốc. Đó, và chất lượng hoàn thiện của nó thì ở mức dạng trung bình thôi nhưng mà giá rất là rẻ. Nhưng mà đây là thương hiệu Samsung, một thương hiệu rất là lớn, thương hiệu mạnh thứ hai về smartphone ở trên thế giới. Thế nên là chúng ta quá là tin tưởng luôn, đúng không? Đó, các sản phẩm được thiết kế rất là đẹp như này các bạn này. Đó, anh em nhìn nhá các bạn nhá. Đây, phím nguồn, phím volume. Đó, camera thì đủ để dùng. Loa hai bên, một loa này và loa này, cổng sạc Type-C đời mới, có cả jack cắm 3.5, có mic và có thể đàm thoại như một chiếc điện thoại bình thường. Đó. Có thể đàm thoại như một chiếc điện thoại bình thường, lắp được SIM nhá. Đây không khác gì một chiếc điện thoại phóng to, chứ không phải là một chiếc tablet giống như cả Xiaomi. Xiaomi hoặc là iPad thì chúng ta lắp SIM vào, chúng ta chỉ kết nối 4G thôi, chứ không thể nghe gọi được, nhưng đây là có thể nghe gọi như một chiếc điện thoại bình thường. Bây giờ mình sẽ mở nguồn đấy nhá. Đó. Theo máy thì là nó chỉ có sạc cáp thôi, không có bao da hay là cũng không có dán màn hình giống như Mattel. Bởi vì Samsung người ta sản xuất chiếc máy này ra với mức giá rất là rẻ, thế nên là nó sẽ không kèm theo được nhiều thứ. Đó, đúng không? Nhưng mà màn hình rất là đẹp nha. Màn hình của Samsung thì khỏi suy nghĩ rồi, nó không như là màn hình của Mattel đâu. Đấy, ngay từ cái màn hình khi mà chúng ta nhìn ngay từ cái mặt đen này chúng ta đã nhìn rất là đen rồi. Thì đánh giá của mình khi mà mình kinh doanh điện thoại nhiều năm nay ấy, thì là cái màn hình nào mà nó tấm nền nó đen như này này thì màn hình của nó rất là đẹp. Đó, thì mình nói theo ý hiểu thôi, chứ còn nếu mà về công nghệ là TFT hay là công nghệ là OLED cái thứ gì thì mình chưa có nói đến, mà mình chỉ nói về ý người dùng là như thế nhá. Ok, là đây là sản phẩm chính hãng ấy, thì là nó sẽ có tiếng Việt luôn. Khởi động đến bao giờ nó mặc định nó sẽ là chọn là tiếng Việt luôn. Đó. Bởi vì là sản phẩm chính hãng Việt Nam. Đó, bây giờ nha, có tiếng Việt nha. Chúng ta sẽ chọn bắt đầu này. Đó, chúng ta có thể lắp được SIM, nghe gọi như điện thoại bình thường, đúng không? Mình vừa nói đấy. Đây. Thì cái chất lượng của màn hình này thì nó cũng ở mức độ trung bình, chắc chắn là đẹp hơn màn hình của Mattel rồi. Bởi vì độ phân giải của màn hình này nó thì là HD thôi nhá, hơn HD một tí, nó tầm khoảng 1340 x 800. Nó chỉ hơn HD một tí.
nhưng mà nó cũng khá là ok cho vấn đề chúng ta có thể học online hay là giải trí cũng như là công việc. Bởi vì là nó thế là độ phân giải của nó phải tầm hơn độ phân giải của một chiếc máy tính laptop tầm trung rồi, đúng không? Đó, thì mình sẽ kết nối wifi nhá. Đây, sẽ kết nối wifi và mình sẽ kích hoạt bên trong để cho các bạn cùng xem là nó sẽ dễ sử dụng và cài đặt những cái phần mềm online nó có dùng được hay không. Đó, bởi vì bây giờ là chúng ta rất là quan tâm đến cái việc bây giờ chúng ta mua ở sản phẩm để cho các con học online, đúng không? Đó. Đây, sản phẩm này có cái màn hình, mình rất thích cái màn hình bởi vì là đây là công nghệ của năm 2021 rồi, đúng không? Viền màn hình rất là mỏng đây này. Đó, viền màn hình rất là mỏng ở đây. So với một chiếc iPad thì viền màn hình rất là dày. iPad mà ví dụ như là Gen 8 thì nó mới gần mỏng đến như này, hay là iPad mà đời trước ấy, Gen 7 ấy, hay là iPad Air 2 ấy, thì nó rất là dày, nhưng mà đây là rất là mỏng rồi nhá. Phía trên phía dưới thì cũng bình thường thôi, nhưng cạnh rất là mỏng so với một chiếc máy tính bảng thì khá là đẹp. Với mức giá chưa đến 4 triệu mà lại thương hiệu Samsung thì đây có lẽ là vô địch. Đây có lẽ là vô địch để chúng ta có thể lựa chọn. Sản phẩm này thì đơn giản thôi. Các bạn muốn mua thì các bạn vào website bên mình là mm.vn đặt hàng. Link mình để phía dưới phần mô tả ấy. Là các bạn vào đấy các bạn đặt hàng sản phẩm này, hoặc là các bạn có thể điện thoại cho mình theo số điện thoại là 0888888611. Hoặc là các bạn có thể là comment ngay dưới video này bằng tên và số điện thoại thì bên mình sẽ liên hệ lại và ship COD toàn quốc cho các bạn các sản phẩm này. Nhận được hàng thì các bạn phải thanh toán nhé. Mình ship mà khắp Việt Nam luôn. Đó, chỉ có sang Lào và Campuchia thì mình chưa có kênh để ship thôi. Còn ở Việt Nam mà khu vực nào thì mình cũng ship được nhé. Nhận hàng phải thanh toán. Đó, giá máy thì hiện tại bây giờ có 3 triệu 850 thôi. Đó, đấy là giá máy hiện tại mình đang báo là tháng 12 của năm 2021 nhé. Còn sang năm sau rồi, các bạn xem clip này sang năm sau rồi thì có thể nó sẽ rẻ hơn. Thì các bạn cập nhật website cho mình, mm.vn nhé. Mình sẽ kích hoạt nhanh, mình sẽ bỏ qua phần này để các bạn đỡ phải chờ đợi nhé. Đấy nhá, giao diện chính của nó thì sẽ như thế này. Đó, rất là dễ dùng thôi. Mặc định thì nó đã cài sẵn YouTube, Google và tất cả các thứ, trong đó có cả Netflix. Thì hiện tại mua chiếc máy này được lợi thế như này này. Chỉ duy nhất thì khu vực Đông Nam, khu vực châu Á mình ấy là Việt Nam sẽ được dùng miễn phí Netflix. Đó, thế nên là những máy ví dụ như Samsung hoặc Android ấy mà như Xiaomi hay là những hãng nổi tiếng ấy thì chúng ta sẽ hoàn toàn được dùng miễn phí Netflix luôn. Đó thì khi mà các bạn mua máy này thì các bạn ngoài cái việc học online thì các bạn có thể được miễn phí dùng Netflix nhá. Mà bây giờ bình thường mình mua gì á cũng phải tầm 7-8 nghìn một tháng rồi, bây giờ mình sẽ được miễn phí, đúng không? Là cái quan trọng nhất của việc học online như nào. Đó thì mình sẽ vào Google Play nhá, mình đã đăng nhập sẵn cái tài khoản Google rồi. Đó, vì mình sẽ tải thử hai phần mềm online mà hiện tại mọi người đang học nhiều nhất bây giờ, đó là phần mềm như con mình ở nhà ấy, là học cái team, là con học cái team Microsoft đây này, là mình sẽ hoàn toàn cài được bình thường bởi vì chiếc máy này chạy Android cao rồi, 10-11 rồi, thế chúng ta có hoàn toàn là cài được bình thường. Nhưng ngày trước mình bán con Xiaomi Mi Pad 1, Mi Pad 2 thì nó chạy Android 5 thì nó không cài được, nó không học online được. Nhưng chiếc máy này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm mình có thể cài được phần mềm chúng ta học online nhá. Đó, hay là phần mềm mà học nữa là phần mềm Zoom, là hai cái phần mềm mà được nhiều các con học nhất. Đó, Zoom này là hoàn toàn cài bình thường và sử dụng bình thường, tiếng Việt hoàn toàn bình thường. Đó, thì sản phẩm này này nó không khác gì một chiếc điện thoại. Đó, bởi vì nó có thêm một cái gọi điện đây. Đối với những chiếc máy tính bảng khác, ví dụ như là iPad hay là những chiếc Mi Pad hay là những chiếc điện thoại máy tính bảng trước ấy, thì hoàn toàn không thể nào mà có cái phần mềm gọi điện được mà chúng ta phải cài ngoài, hoặc thậm chí cài ngoài nó không ổn định. Thì chiếc máy tính bảng này nó có phần mềm gọi điện luôn. Chúng ta sẽ dùng như một chiếc điện thoại thông thường thôi. Loa gọi ở đây này và cái mic ở dưới này để chúng ta đàm thoại. Đó, ở trên phần trên thì chúng ta có camera, camera trước và camera sau để cho chúng ta có thể học online bình thường. Đó. Mua sản phẩm này thì các bạn có thể mua thêm bao da, bên mình bán bao da hiện tại theo máy sẽ là 150.000 để các bạn có thể học bình thường đây. Rồi các bạn có thể đề như này để các cháu học online. Bởi vì sao chúng ta phải học bằng máy tính bảng mà không phải học bằng điện thoại? Thì mình hiện tại đang có con nhỏ đang học lớp 2. Thì cháu nếu mà cho học điện thoại cũng học được thôi, nhưng mà khi cô giáo ra bài đề đào bài trên điện thoại thì nó hơi nhỏ. Rất là phiền phức trong việc chúng ta phải phóng to hay thu nhỏ nhá. Nếu chúng ta ở nhà có điều kiện có máy tính và có máy tính bảng khác rồi thì mình không nói. Nhưng nếu chúng ta chưa có thì nên mua cho các cháu một chiếc máy này. Còn khi ngoài cái việc mà các cháu có thể là không học online nữa và các cháu có thể đến trường được ấy, thì chiếc máy này cũng có thể dùng được cho chúng ta giải trí hay là cho các cháu học tiếng Anh bằng những cái phần mềm tiếng Anh chúng ta có thể mua ở trên Google Play, là chúng ta cho các cháu học tiếng Anh bằng máy tính bảng rất là tốt. Cái đấy là mình cũng khuyến khích anh em, bởi vì mình bán hàng nhưng mình cũng phải khuyến khích anh em. Con mình thì nó có đầy đủ rồi, bởi vì bản thân mình kinh doanh mà, mình không thiếu những cái sản phẩm này, đúng không? Đó, khi ở nhà có thể giải trí và học online ngoài cái thời gian mà được chơi thì bố mẹ có thể đưa cho cháu để cho học online. Chúng ta có thể đặt khẩu để cho các cháu không thường xuyên được dùng. Đó, khi nào chúng ta cho phép dùng thì các cháu được dùng, đúng không? Đấy nhá. Thì hiện tại bây giờ nó đang cài rất là nhiều ứng dụng. Cài rất là nhiều ứng dụng này thì nên là chưa đao kịp được cái kia về, mình sẽ tìm hiểu xem là nó cài những cái gì nào.
Đó, mình sẽ tìm hiểu xem nó đang cài những cái gì. Đấy, đang cài những cái gì để mà đang đào những cái gì để mà mình dừng lại để cho nó có thể là đây đang cập nhật. Mình sẽ dừng lại nhá, mình sẽ dừng lại để cho ta đào cái phần mềm mình đào về trước. Đó, nó sẽ có office rồi này. Tất nhiên sẽ có office rồi, đúng không? Đây mình sẽ dừng lại cho đào này về trước nha. Đó, đang đào cái gì đây? Đang đào mấy cái phần mềm của Samsung. Đó, đầy đủ luôn. Mình của nó khá đẹp nhá, bây giờ mình sẽ mở thử YouTube nhá. Bây giờ mình sẽ mở thử YouTube này. Để tránh về cái vấn đề bản quyền của kênh khác thì mình tạm thời mình sẽ mở một một clip bên mình. Đó, ví dụ như là clip mà mọi người đang xem rất là nhiều là iPhone 13 Pro Max này. Đó, mình sẽ tìm bên mình là MSM này. Các bạn cứ tìm trên YouTube là MSM sẽ ra bên mình thôi. Đây, mình đang cảnh báo anh em vấn đề là bóc siêu máy nhá. Đó. Đây này. Đấy, mình hướng dẫn để mở, màn hình sẽ to. Đây hết sức ạ. Ok. iPhone 13 Pro Max. Đây là chiếc điện thoại xịn nhất của Apple tại thời điểm hiện tại. Đó, xịn nhất luôn. Ừ, tất nhiên là mình không làm sáng review nhá. Bởi vì là mình không giỏi làm review và rất nhiều người khác làm review rồi. Ngày hôm nay thì mình làm clip mà hướng dẫn anh em cái chuyện mua cái máy này. Chúng ta sẽ chọn được độ phân giải Full HD. Nhưng mà thực ra là nguy hiểm phết đấy. Cái siêu của iPhone 13 là rất là hay nhá. Hết cỡ rồi thì nó sẽ phát loa trên và loa dưới, phát được hai loa luôn. Cầm trên tay rất vừa vặn. Bởi vì là cái này là màn hình 8.7 inch. Màn hình 8.7 inch nhưng mà nó lại tràn cạnh, gần như là cạnh rất là mỏng. Chính vì vậy mà thiết kế của sản phẩm nó rất là nhỏ nhắn, vẫn có thể cầm một tay và sử dụng bình thường được, chứ không quá là to như iPad. iPad mà chúng ta đang sử dụng nhá, thì thường thường là màn hình 8.9.7 to như này một inch, có nghĩa là nó sẽ rời dài tầm này, nhưng mà rất là to bởi viền nó dày. Chỉ có những hàng đời mới của năm nay và năm ngoái viền mỏng thì chúng ta mới được trải nghiệm cái màn hình lớn và với kích thước máy nhỏ như này. Như này đó, một thương hiệu của Samsung rất là nổi tiếng mà giá lại chỉ có tầm 3.850.000 thôi mà lại ngon như thế này ấy, thì chúng ta không nên bỏ qua cơ hội này nhá. Đó, mình làm rất là suy nghĩ khách hàng, chính vì vậy mà mình đã giảm giá sản phẩm này từ giá hơn 4 triệu xuống còn 3.850.000 để cho các bạn, các khách hàng mua hàng về cho mua về cho con học online. Đó, chính vì vậy thì ngày hôm nay mình chỉ làm clip mình giới thiệu các sản phẩm này để cho các bạn được biết là mình đang giảm giá để các bạn mua đi nhá. Thì để mua sản phẩm này thì các bạn, mình sẽ nói lại là các bạn có thể comment số điện thoại vào dưới video này này, hoặc là các bạn có thể gọi điện cho bên mình theo số điện thoại là 0888888641, hoặc là các bạn có thể là đến trực tiếp số mình là 170 Lạch Chay, hoặc đơn giản thôi các bạn vào website mình để link mô tả, mình các bạn vào đặt hàng thì bên mình sẽ ship toàn quốc cho các bạn, khu vực nào ở Việt Nam mình cũng ship được, cả biển đảo mình cũng ship được nhá. Khi nhận hàng thì các bạn phải thanh toán đó. Và khi mà các bạn nhận sản phẩm này thì bên mình sẽ bảo hành, cái này là bảo hành chính hãng 12 tháng. Các bạn có thể đến tất cả các hệ thống Samsung, chính hãng Samsung tại gần các bạn nhất để các bạn bảo hành. Còn nếu như bảo hành ngay cho đổi trả thì bên mình sẽ có hỗ trợ các bạn ship online là 45 ngày đổi trả, có nghĩa là trong vòng 45 ngày mà lỗi thì mình sẽ hỗ trợ các bạn đổi máy khác luôn, hoặc là các bạn có thể trả hàng nhé. Đó, thì ngày nay mình làm như vậy thôi. Các bạn thấy hay thì nhớ chia sẻ mọi người cùng xem để biết là có máy tính rẻ như vậy, và các bạn cho mình một like nhé. Cảm ơn các bạn xem clip, chào tạm biệt các bạn.